Ngọc Ánh sẽ được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình tin tức cùng SET TV. Và ngay bây giờ là một vài bản tin có trong ngày, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi nhé. Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh thế giới. Iran khởi động cuộc tranh cử tổng thống. Vậy là Iran đã bắt đầu quá trình đăng ký ứng cử viên tham dự cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 sắp tới, sau khi tổng thống Ebrahim Raisi qua đời trong vụ tai nạn trực thăng vào ngày 19 tháng 5 tính theo giờ của địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi vào ngày 30 tháng 5 tính theo giờ của địa phương cũng đã thông báo giai đoạn đăng ký tranh cử tổng thống kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 5. Sau đó, Hội đồng Giám hộ sẽ xem xét tư cách của từng ứng viên, theo hãng thông tấn Tasnim chia sẻ. Hội đồng giám hộ bao gồm 12 người đóng vai trò xét duyệt các ứng viên và giám sát bầu cử, quyền phủ quyết dự luật do Quốc hội thông qua. Hội đồng gồm 6 chuyên gia về luật Hồi giáo do lãnh tụ tối cao lựa chọn và 6 luật gia do Quốc hội bầu ra từ các luật gia do lãnh đạo tư pháp đề cử. Lãnh đạo tư pháp là người được lãnh tụ tối cao bổ nhiệm. Quá trình xét duyệt sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày và các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ có gần 2 tuần để vận động bầu cử, ông Vahidi chia sẻ. Hội đồng giám hộ sẽ công bố danh sách ứng viên trong ngày 11 tháng 6 sắp tới. Tại Iran, thì lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề quan trọng, nhưng tổng thống cũng là nhân vật quyền lực, phụ trách chính sách kinh tế. Theo trang Reuters đưa tin, thì cố tổng thống Raisi từng được nhìn nhận là người sẽ kế nhiệm cho ông Khamenei làm lãnh tụ tối cao. Sau khi ông qua đời, phó tổng thống thứ nhất Mohammed Mokber đang đảm nhiệm vị trí tổng thống tạm quyền. Ông Mokber, chủ tịch quốc hội Mohammed Bakr Khalibaf và lãnh đạo tư pháp Ghulam Hossein Mohseni Eji, trong đó đã có cuộc họp vào ngày 28 tháng 5 tính theo giờ của địa phương tại Tehran để thảo luận về việc tổ chức bầu cử công bằng và lành mạnh. Theo quy định thì một cuộc bầu cử phải tiến hành trong vòng 50 ngày sau khi Tổng thống Raisi qua đời. Theo trang Reuters đưa tin thì các ứng viên tiềm năng bao gồm cả ông Mokber, cựu chủ tịch quốc hội Ali Larijani, cựu thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Pavib Fatah, và nhiều người từng quản lý quỹ đầu tư liên quan đến lãnh tụ tối cao, và ông Saeed Jalili, từng là nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran. Cuộc vận động tranh cử sẽ diễn ra vào ngày 12 đến ngày 27 tháng 6, tính theo giờ của địa phương. Việc vận động tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 27 tháng 6, tính theo giờ của địa phương, và cuộc bầu cử tổng thống chính thức sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6. Chính quyền mới sẽ tiếp quản quyền lực vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 và nhiệm kỳ sẽ là 4 năm. Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Thượng nghị sĩ Roger Wicker vào ngày 29 tháng 5 tính theo giờ của địa phương đưa ra đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng nước này từ 3% lên 5% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong những năm tới, một mức tăng kỷ lục chạm lên đến mức trên 1.000 tỷ USD trong vòng một năm. Dự báo trên báo cáo của Hòa bình Thế kỷ 21 thông qua sức mạnh, một khoản đầu tư thế hệ vào quân đội Mỹ, Thượng nghị sĩ Wicker kêu gọi Washington tăng ngân sách quốc phòng thêm 55 tỷ USD trong năm tài chính năm 2025 để tăng cường đầu tư vào quân đội trong nước. Phần lớn chi tiêu dài hạn sẽ tập trung vào tài trợ bổ sung cho cơ sở công nghiệp nội địa của Mỹ để mà mở rộng quy mô của các hạm đội hải quân và không quân, cũng như việc sản xuất đạn dược và kho vũ khí hạt nhân, theo Defense News chia sẻ. Ông Wicker cho rằng điều này sẽ cho phép Mỹ khắc phục cơ sở hạ tầng quốc phòng đang tụt hậu trong nước, trang bị thế hệ khí tài mới và duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ của Mỹ. Ngoài ra, trong khoản ngân sách bổ sung thì ông Wicker cũng muốn đầu tư thêm 500 triệu USD nhằm để tạo ra kho dự trữ dự phòng trong khu vực và nhằm giúp cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vượt qua các thách thức hậu cần trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực. Ông Wicker cũng nêu chi tiết một loạt kiến nghị về cơ sở công nghiệp để mà phát triển kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, gồm việc mở rộng sản xuất tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia, thiết lập các thỏa thuận chia sẻ gánh nặng hạt nhân kiểu NATO với Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và đồng thời khôi phục năng lực hạt nhân trên máy bay ném bom B-52. Trình bày cụ thể về tình hình bán đảo Triều Tiên, thì ông Wicker cho rằng vì chưa có giải pháp ngoại giao ngay lập tức, cho nên là Mỹ phải đảm bảo được khả năng răn đe thường xuyên trên các bán đảo Triều Tiên.
Và theo đó, thì Mỹ cũng cần duy trì các cuộc tập trận quân sự song phương thường xuyên với Hàn Quốc, cũng như khám phá các lựa chọn mới trong các thỏa thuận chia sẻ năng lực hạt nhân ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tái phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên để tăng cường khả năng răn đe, theo ông Uecker giải thích. Vào năm 2023, thì Seoul và Washington thành lập nhóm tư vấn hạt nhân NCG và một cơ quan để mà thảo luận về các kế hoạch và hướng dẫn hoạt động cho chiến lược hạt nhân chung, theo John Hap đưa tin. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Từ chối khách da màu, hãng hàng không đông khách nhất thế giới bị kiện. Vừa qua, thì hãng hàng không American Airlines cho biết đang điều tra sự việc, đồng thời khẳng định những nội dung đề cập đến việc đơn kiện không phản ánh các giá trị của hãng. Hãng hàng không American Airlines của Mỹ vừa bị khởi kiện vì sự phân biệt chủng tộc sau khi đưa ba người đàn ông gốc Phi ra khỏi một chuyến bay từ thành phố Phoenix của tiểu bang Arizona đến thành phố New York của tiểu bang New York, theo Reuters đưa tin vào ngày 30 tháng 5 tính theo giờ của địa phương. Theo đơn kiện vào ngày 29 tháng 5 trước đó tại tòa án liên bang của New York, theo đơn kiện nộp vào ngày 29 tháng 5 tính theo giờ của địa phương tại tòa án liên bang của New York, thì các đơn đang cho biết là họ và năm người gốc Phi khác bị đưa ra khỏi chuyến bay vào tháng 1 trong khoảng 1 giờ sau khi một tiếp viên da trắng phàn nàn về một hành khách có mùi khó chịu. Không ai trong số những người đàn ông da màu trên máy bay có mùi, nhưng rõ ràng bị nhắm tới bởi vì lý do chủng tộc và vì tất cả họ đều là người gốc Phi, theo đơn kiện gọi sự việc này là sang chấn, gây sốc, đáng sợ, nhục nhã và hèn hạ. Họ cũng cáo buộc vi phạm một luật lệ của nội chiến Mỹ, đó chính là cấm phân biệt chủng tộc trong các hợp đồng, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại nhưng mà không nêu rõ khoản bồi thường bao nhiêu. Hãng hàng không American Airlines ra thông cáo cho biết là đang điều tra sự việc trên, đồng thời họ cũng khẳng định những nội dung đề cập trong đơn kiện không phản ánh hết toàn bộ giá trị của hãng. Chúng tôi rất coi trọng mọi khiếu nại về phân biệt đối xử và muốn khách hàng có trải nghiệm tích cực khi họ chọn bay cùng chúng tôi, theo thông cáo đưa ra. Luật sư Susan Huta, tại đại diện cho ba đơn cho rằng việc nằm trong lịch sử đáng lo ngại về những cáo buộc rằng người Mỹ phân biệt chủng tộc đối với hành khách người gốc Phi này. Tháng trước, thì đài NPR đưa ra một thẩm phán gốc Phi về hưu ở Chicago, tiểu bang Illinois, đã nộp đơn kiện vì cho rằng hãng hàng không này đang ngăn cản bà sử dụng nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất, dù bà mua vé khoang này. Vào năm 2017, thì Hiệp hội Quốc gia về sự thăng tiến của người da màu, NAACP, của Mỹ đã kêu gọi du khách gốc Phi không đi máy bay của hãng này với lý do là họ cho có một loạt sự cố liên quan đến chủng tộc và tổ chức đó đã rút khỏi lời khuyến cáo sau khi American Airlines đồng ý cập nhật chính sách của mình vào đào tạo nhân viên về vấn đề thành kiến này. American Airlines hiện giờ là hãng hàng không lớn nhất thế giới về lượng khách khi mà phục vụ khoảng 211 triệu lượt khách trong năm ngoái, theo trang Statista đưa tin. Tỷ phú Elon Musk có thể trở thành cố vấn chính sách của ông Trump. Vừa qua, thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk làm cố vấn chính sách nếu như ông tái đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Theo thông tin, thì ông Trump tính bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk được tờ The Wall Street Journal
WSJ chia sẻ vào ngày 30 tháng 5 tính theo giờ của địa phương, trích dẫn các nguồn tin thông thạo việc thảo luận. Theo WSJ, thì hai người đã thảo luận những phương án để mà ông Musk có thể đóng góp ý kiến và sức ảnh hưởng đối với các chính sách kinh tế và an ninh biên giới. Hiện tại thì WSJ còn cho hay tỷ phú Elon Musk, ông chủ của hãng xe điện Tesla và công ty không gian SpaceX cũng như mạng xã hội X đã thông báo với cựu tổng thống Donald Trump về chiến dịch gây ảnh hưởng của ông nhằm thuyết phục các lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại Mỹ không ủng hộ tổng thống Joe Biden, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Những thảo luận đó bao gồm luôn cả việc tài trợ cho một dự án dữ liệu nhằm ngăn chặn gian lận bầu cử, một trong những người mà ông Musk liên lạc để mà nhắc đến nhà đầu tư tỷ phú Nelson Pelosi. Tỷ phú Elon Musk hiện giờ vẫn chưa bình luận bất kỳ thông tin nào liên quan đến bài viết của WSJ, trong khi phát ngôn viên của Brian Hughes của chiến dịch tranh cử của ông Trump cho rằng chỉ có vị cựu tổng thống mới có quyền quyết định vai trò của những người trong chính quyền của ông. Hiện tại thì theo trang báo The Wall Street Journal WSJ, ông Musk vào tháng 3 nói sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để thu thập sự ủng hộ của các đồng minh nhằm đánh bại ông Biden. Tỷ phú cũng thường xuyên đăng những bài đăng để mà chỉ trích tình trạng người nhập cư trái phép tại biên giới của Mỹ về vấn đề đảng Cộng Hòa cũng đang không kích Nhà Trắng. Ông Musk cũng từng gặp ông Trump tại Florida vào tháng 3 và sau đó thì nói sẽ không góp tiền cho bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Vị tỷ phú cũng chưa công khai tuyên bố ủng hộ ứng viên nào, nhưng được cho là đã trao đổi quan điểm cùng với ông Trump về nhiều vấn đề như nhập cư, xe điện, lực lượng không gian Mỹ và các công ty của ông Musk. Ông Trump lại là người rất hay sử dụng Twitter, tên gọi cũ của X, và trước khi tài khoản bị cấm, sau khi mua lại mạng xã hội vào năm 2022, thì tỷ phú Elon Musk cũng đã khôi phục tài khoản của ông Trump, nhưng cựu tổng thống cũng rất ít khi đăng bài trên trang mạng xã hội này mà chuyển qua dùng mạng xã hội Truth Social của ông. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SET TV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.